Trái bái vương to nè. Đây nữa nè. Ô, to quá, to quá. Nhiều quá. Đây, chị bói, đây nè, nó khổ nè. Trời ơi, thanh niên kia vô bóng râm núp ăn kìa. Để cho hai ông giờ đứng ngoài đây quay phim. Trời ơi. À, hôm nay anh em tụi mình được mấy chị em bên Nam dẫn đi lên một cái rẫy dưa. Sao ha? Nghe u. Vương, đi bao xa Vương, một cây số không? À, tới một cây số hả? Cầm tới một cây số. Chứ xa quá tại anh đi không nổi à. Lát là mấy chị em hái đầy hết cái gùi ra rồi, cẳng về nè. À. Lúc mình về lúa rẫy là mình trồng luôn dưa gân phải không? Một lúc luôn phải không? Tháng 3 tới khoảng tháng 10 là bắt đầu mình gặt thu hoạch. À chị kia. Chào mọi người đi chị Sơn. Giờ tới rẫy rồi. Ủa cây to ghê á. Lúa nước. Ơi. Đi xem luôn. Ớt tiêu. Ớt cái vàng với lại dưa gân. Ớt đưa ra. Đẹp quá mọi người ơi. Vừa quay vừa di chuyển khó quá. Bà con thường trồng lúa với lại dưa gân ở những cái rẫy mà mới đốt hoặc mới phót hoặc mới khai thác keo. À. Đây, vẫn sang canh với cây keo này bà con. Mời mọi người ơi. Đây. Sau khi mà keo nó lớn lên thì bà con sẽ không trồng nữa, không trồng được nữa. Bởi vì lúc này nó bị rợp. Mà lúa này thì nó rợp nó sẽ không lên. Đây, gần có cái chòi đẹp quá. Ây da, cái chòi kiên cố kìa ha. Đây, chị chủ rẫy đây. Chị Xuân nè. Chị giới thiệu trên đó có dưa gần to lắm anh. À, đây nào chị? Ý là cái rẫy to đó. Cái rẫy bên kia mà coi chưa cả. À, rẫy ông già chị hả? Của chị phải không? Rồi để lát anh em lên đó. Tháng trước là như làm họ đi có mười mấy bao luôn mà chứ. À, mười mấy bao luôn à. Mười mấy bao luôn. Rẫy thì nhỏ xí xí à. Rồi rồi cái rẫy này là hiện tại nó mới ra bông đúng không? Với trái nhỏ nhỏ thôi, nó chưa to. Rồi để lót nhờ chị dẫn lên cái rẫy đằng kia. Ô đẹp quá ta. À đây gần này nó có cái ớt nè. Ớt này là ớt gì đây? Ớt tiêu hả? Mà nó cay nhất. Ớt cay lắm nè. Cay lắm nè. Ớt này ăn ngon lắm. Đây là nguyên cái rẫy của chị hết. Rồi, chín lúc khứu. Chị hát cái chín, nó cay. Ừ, sao chín vậy đây? Từ từ, có bao ra. Ừ, đẹp á. Lúc khứu. Rất nhiều quá. Anh kiếm bao đi hái không? Hai đêm về ăn nè. À, kiếm cái bao đi hậu. Kiếm bao đi. À, lấy lá chuối đó, cần gì bao. Lấy lá chuối đó. Lá chuối được, lá tọc khoai đóng được. Sẵn có ớt thì mình làm một chén miếng ớt trước đi. Ớt ăn gì? Dưa gân, bởi vì có những cái trái dưa gân nó già. Mấy cái trái dưa gân già với non là mình ăn miếng ớt. Có chứ. Già với non, già với non là mình ăn với lại muối, còn nó chín là mình dầm với sữa. À, giới thiệu mọi người đây là chén ớt siêu cay đây. À, chưa siêu cay thêm nữa chứ siêu cay. À, thế mà anh Hậu anh ăn ớt không được, anh ăn cay không được. Em thôi bao nhiêu đi. Vì ảnh một xí đi. Em Vương ăn cay được không? À được rồi, dễ là hơn anh Hậu rồi. Anh Hậu ăn cay không được mà. Chó anh Hậu quá. Em ăn cay giỏi lắm mà bây giờ hạn chế. Đâu vậy phải không? Cái tụi ăn cay quá đó, đâu vậy sao? Dạ. Hạn chế ăn cay là thôi. Đấy đâu. Giới thiệu mọi người là lúa rẫy được bà con trồng tầm từ tháng 3 dương lịch á, tới tầm tháng 10 thì bà con thu hoạch. À, cũng có vài hộ thì trồng trước hoặc trồng sau gì đó mình không nói.
Mà trong lúc bà con tỉa rú rẫy thì bà con cũng tỉa luôn một số loại cải khác, ví dụ như dưa leo, dưa gon, cà chua, vân vân. Dưa gon thì tỉa tháng 3, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là cuối tháng 7 sẽ chín. Nãy mấy chị em nói là dưa gon nhiều tới mức là hái về cả chục gùi á, về cho heo nó ăn. Rồi, tiếp tục theo chân chị em, tụi mình sẽ lên cái rẫy phía trên. Bởi vì cái rẫy này hiện tại thì dưa gòn nó chưa chín, nó mới chỉ ra trái non thôi. Mình sẽ lên rẫy phía trên để kiếm những trái dưa gòn to hơn. Này, tới rẫy dưa gòn rồi mọi người ơi. Ô, chiến lợi phẩm đầu tiên của anh Hậu. À, lên rẫy bên đây nè. À, bỏ qua quỳ to ít. Ôi trời, búi thu hoạch cũng được nè. Quý giờ bây giờ đầy quá rồi, phải bỏ ra ngoài. Bỏ bao. Nhiều lắm anh em ơi. Ô, to quá, nhiều quá. Đây, chị bơi, đây này, nó khổ nè. Trời ơi, thanh niên kia vô bóng râm núp ăn kìa. Để cho hai ông già đứng ngoài đây quay phim. Trời ơi. Ui, trời là nhiều. Lại là lúa lũ thủ rồi. Để chưa nè. Đó, thanh niên Hậu ăn luôn rẫy nè bà con. Ngọt ơi là ngọt, đưa vớt miếng coi Hậu. Ngọt quá. Miếng coi. Ngọt quá. Không thấy rồi. Thấy rồi, để ăn luôn đi. Hậu. Nãy giờ chắc cỡ 20 phút cho má nè. Đầy gùi hết rồi mọi người ơi. Giờ anh em mình sẽ quay về cái nhà chòi lúc nãy đó. Tụi mình sẽ ăn ở đó. Bởi vì ở đây không có cái bóng mát nữa. Dự định lúc đầu là ăn ở đây này luôn. Kiếm bóng mát nào gần bờ suối ăn, nhưng mà đây này không có bóng mát nữa. Nắng quá rồi. Tụi mình sẽ về cái nhà chòi lúc nãy đó, tụi mình ăn. Mọi người nhớ theo dõi nha. Theo dõi liên tục nha. Thôi, nhiều quá mà. Mới lên chưa đầy 20 phút. Mỗi người một người rồi anh em ơi. Trời ơi là trời, nhiều ơi là nhiều luôn á. Việc nhà có rãng việc.
Có hả? Nhưng mà nó chưa chín hả hay sao? À, không có dưa gân hả? Trồng lúa đẹp cực kỳ luôn á mọi người ơi. Sau 20 phút cộng cả thời gian đi thì chắc đi và về luôn chắc chưa được 45 phút đâu. Người nào cũng đầy áp hết rồi. Mày chẳng ai Vương. Thú vị quá. Thì tụi mình chuẩn bị tiến hành ăn đây. Nhờ mấy chị em sẽ lựa ra những cái quả mà gọi là chín. Rồi tụi mình sang. Bây giờ chị Xuân chỉ mang đi rửa cho nó sạch cái vỏ cho nó đẹp. Dưới kia tụi mình có mang lên một ít đường nè, nửa cái đường nè. À, đá nè, đá lạnh đó nghe mọi người. Sữa nè, sữa ông thọ. À ok. Anh sao? Muỗng nè. Từ muỗng nè. Và cái dao để chúng mình cắt đôi cái quả dưa gân ra. Đấy. Tức là mình sẽ dầm trực tiếp, mình cho những cái thứ này vô quả dưa gân. Mình dầm trực tiếp luôn vô quả dưa gân rồi mình ăn luôn. Hả? Mình không cần ly, không cần chán gì hết. Chan. Bé Vương ăn kiểu đó lần nào chưa? Thế là ăn kiểu đó chưa? Ăn kiểu đó lần nào chưa? Mình chẻ đôi rồi mình khoét à, có đường vô trong đó. Ừ. Rồi ăn. Ừ. Ăn ngon hả? Dạ. À, đây có sữa nữa nè đó. À, nó giống như sinh tố đó, đúng rồi. Giống như sinh tố đó. Ha, sinh tố giữa núi rừng à. Rồi, rửa vào đây rồi, sạch sẽ. À, bây giờ mình nhờ một chị em cắt đôi nó dưa gân giùm, với mình lựa cái trái nào chín chín mình cắt đôi đi giùm mình nghe. Búi hay Vương hay việc gì đó cũng được. Thì em bóp thử chứ anh đâu có biết. Anh đâu biết trái nào chín hay không. Cắt đôi ra mỗi người cầm một nửa nha. Đây đúng rồi, cái trái này chín chưa vậy? À chính rồi, mình đưa đi, đưa với Vương cầm đi, thấy không? Cứ để luôn. Đây. Lát mình sẽ dầm trực tiếp nè, mọi người. Lát mình sẽ dầm trực tiếp vô đây nè. Dầm được không nè? Bạn thấy nó mềm chưa? À được, mềm. Mềm rồi, mềm rồi. Lửa nó mềm ngang. Giờ mình ăn. Cái kia đó chị đi lửa chứ xuống kia đó có. Đó chị có cái tô giao đâu. Ăn theo kiểu này thì mình phải lựa cái trái thiệt là chín mới dầm được. Sinh tố mà. Sinh tố tại rẫy. À, cái việc cắt cái gì mình phải coi thử. Thế ra anh nghĩ chắc ok nè, thấy mềm mềm này. Cắt sau đủ mọi người một miếng á, mọi người một nửa. Cho mình dầm. Cho thấy em. Chín không? Rồi chín rồi. Chín rồi, đưa mọi người một máy. Đủ chưa? Đủ chưa đủ. Cắt thêm đi, cắt thêm cho đủ. Cắt thử đây đi. Nó cái nào nó chưa chín thì mình ăn bằng cách chấm muối cũng được mà. Ở đó mềm đúng không? Ừ, đó mềm đó, các bộ. Đó mềm rồi đó. Chưa chưa. Em nhiều ăn nhắc ư. Đây mềm nè. À mềm đó, rồi ok. Ok. Đây, mỗi người một nửa rồi đó. Bây giờ nhờ anh Hậu đẹp trai mình thêm đường, thêm sữa cho mấy chị em nha. À mình đổ vào đó. Là mình cắm cái muỗng vô. Đây. Đây, quý chị này. Ăn đi. Ăn trực tiếp vậy thì còn gì bàn nữa. Sữa này quá. Đây, trời ơi là trời. Em ăn ngọt lắm. Ăn luôn cái đó đi Búi, ăn ngon mà. Chập đi, bỏ đường, bỏ sữa vô. Cái hộp ăn được không? Được, ngọt lắm. Ngọt mà. Cái lõi nó ngọt lắm. Từ đem khui thêm đi. Đó nè. Bỏ sữa vô. Sữa bỏ vô cho nó có vị thơm, vị béo. Rồi mình bỏ đường, bổ sung vị ngọt cho nó nữa. Trời ơi, chua chua ngọt ngọt mát mát nữa, còn gì bàn ha. Đúng mà. Trời ơi là trời. Bỏ đường luôn. Bỏ thêm tí đường nè. Rồi, ok. Sữa đất cũng ngon nha. Ngon quá. Thôi, bỏ đường nè. À, bỏ đường nè. Sữa đi. Thôi. Rồi.
Rồi. Mọi người dầm ngang. Quay phim lại. Dầm nè. À, sau khi cho sữa với lại đường vô thì mình sẽ tiến hành dầm. Thấy ngon lắm mẹ. Dừa sinh tố. Sinh tố chứ nữa là sinh tố giữa núi rừng nè mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Đã chưa? Quá ngon. À, của búi là ăn được rồi nè. Thôi mấy anh dừng nghe. Trời ơi hấp dẫn quá, ăn thử đi, ăn thử đi búi. Ừ, quá ngon. Đúng bà. Mà lẽ, à dương. Biết ạ. 1, 2, 3, vô. Cũng cần rãi luôn. Quá ngon. Ngon thì cả. Có sữa vô nó béo. Có sữa vô nó béo, đường nó ngọt, còn sữa nó béo thì. À, sáng mình quên cầm đá viên hay mình đập sẵn gì đó nè. Lên này nó khó đập quá. Bỏ đá là nó mát nữa. Nhưng mà vậy là cũng ngon quá rồi, hôm sau rút kinh nghiệm ha. Ý giờ nào ăn thêm nó. Phải cho ăn miếng nào. Ngon quá. Hả? Mấy anh là mấy anh quay phim là thiệt thòi nhất thôi. Không, em ăn. Trời ơi húp. Thôi các ông cameraman kìa húp. Em ăn chung với chị Búi được rồi. Mọi người thêm đường, thêm sữa vô ăn cho nó hấp dẫn nha. Anh, cái gì sinh tố nè. Mấy chị em hồi giờ mình ăn kiểu này lần nào chưa? Số mình ăn kiểu này lần nào chưa? Chưa phải không? Ăn kiểu mới. Không, mình tính là ăn vài cho nó tiện, mình khỏi cần chuẩn bị chén đũa ly gì ấy. Anh này là anh phụ quay, anh đói quá rồi, giờ anh chịu không nổi. Đây okay. Nó có đường nhiều lắm ngọt. Đúng không? Trời ơi là trời. Sữa nó thơm rồi, phải không? Sữa này nó làm thơm, thơm béo. Còn đường nó làm ngọt. Ôi. Đây, đó đây. Trời. Lão. Thôi là bao đi. No luôn á. Đây no. No không? No. No. Trời ơi, mình thấy lo lắng quá, hình như phần của mình không còn rồi sao á. Còn sao? Đây. Còn nguyên thì vui luôn. Còn không? Còn không? Còn. Còn dành cho cameraman không? Lo quá, vừa quay vừa lo đây, nước miếng thì chảy ròng ròng rồi đây. Đây nè, đây này, đây cho anh nè. Đây cái rụng nè. Đó nè, đây rụng phải không em? Rụng. Này bỏ đá vô. Bà ở đây có ăn cái rụng ngon gấp. Cái đó từ chín hung rồi đó. Chín hung nó rụng không? Ngon gấp. Bỏ đá này nè. Cho nó mắc. Cực kỳ hợp luôn mọi người, ăn kiểu này. Ăn giữa thiên nhiên hoang dã này, lần sau tụi mình rút kinh nghiệm cái vấn đề đó một tí. Đập dập trước. Đêm này mình bỏ mình dầm ăn cho nó ngon. Ôi giờ chắc mình cũng gắt máy để vô tranh thủ ăn chứ không còn dư gân để mà ăn luôn á. Ôi chào tạm biệt mọi người nha, chào mọi người nè. Chú ăn đi, anh quay cho. Ôi chào tạm biệt mọi người.